Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tính Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tính Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tính Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn các nội dung sau. Pakistan, các trận lũ dữ khiến hàng chục người thiệt mạng. Quan chức tỉnh Balochistan xác nhận 57 người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng sau khi bị nước lũ cuốn trôi. Hàng trăm người phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất do mất nhà cửa. Giới chức Pakistan hôm qua cho biết các trận lũ dữ đã khiến hàng chục người thiệt mạng và đẩy hàng trăm người vào cảnh vô gia cư sau khi quốc gia Nam Á này hứng chịu nhiều đợt mưa gió mùa xối xả. Ông Jiala Lamrover, quan chức tỉnh Balochistan miền Nam Pakistan, xác nhận 57 người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em đã thiệt mạng sau khi bị nước lũ cuốn trôi. Ngoài ra, mưa lớn cũng đã làm vỡ 8 con đập. Ông Langavo cho biết thêm hàng trăm người đã phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất do nhà bị sập trong mưa lũ. Theo dự báo, các trận mưa gió mùa vẫn còn tiếp diễn tại Pakistan. Hơn 100 người chết vì lũ lụt kinh hoàng kéo dài ở Bangladesh. Hải quân Pakistan thông báo đang phối hợp với các lực lượng chức năng nhằm sơ tán người dân cũng như tiếp tế đồ ăn và nước sạch tại khu vực Balochistan. Trong những ngày gần đây, tại Pakistan thường xuyên xảy ra các trận mưa lớn, khiến những vùng đất rộng lớn ở Karachi, thành phố lớn nhất quốc gia Nam Á này, chìm trong nước lũ. Tại quốc gia láng giềng Afghanistan, người phát ngôn cơ quan phòng chống thiên tai ngày 8 tháng 7 cho biết 24 người cũng đã thiệt mạng do lũ lụt tại các khu vực miền Đông và miền Nam nước này. Úc ban bố tình trạng khẩn cấp do mưa lớn. Thủ tướng Anthony Albanese đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia hôm thứ Tư, sau khi lũ lụt nghiêm trọng trên bờ biển phía đông của Úc trong những ngày gần đây khiến 22 người thiệt mạng. Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia thứ Tư khi ông đến Lismore, New South Wales để khảo sát tình hình. Lismore đã bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt nghiêm trọng vào tuần trước khiến 4 người thiệt mạng. Albanese cho biết trong một tuyên bố rằng tình trạng khẩn cấp quốc gia sẽ đảm bảo rằng tất cả các quyền lực khẩn cấp có thể được huy động, giảm bớt các quy định nặng nề có thể phải đối mặt khi cung cấp dịch vụ và hỗ trợ. Vào mùa hè năm 2019, cháy rừng bùng phát ở Úc do thời tiết khô và nóng và cháy rừng đã cháy trong 4 tháng liên tiếp. Vào tháng 12 năm 2020, Úc đã thông qua luật mới để đối phó với những thảm họa thiên nhiên như vậy. Đây là lần đầu tiên Australia rơi vào tình trạng khẩn cấp kể từ khi luật mới được thông qua. Mưa lớn trong những ngày gần đây đã gây ra tình trạng khẩn cấp ở New South Wales và Queensland. Một số cộng đồng bị ngập lụt đã bị ảnh hưởng bởi cháy rừng chỉ 2 năm trước đây. Khi Australia tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, các nạn nhân lũ lụt không cần xuất trình giấy tờ tùy thân để nhận các khoản thanh toán. Và trong một số trường hợp, chính phủ liên bang có thể hành động độc lập ở những khu vực mà chính quyền bang không yêu cầu hỗ trợ. Lũ lụt ở Brisbane, thủ phủ của Queensland và thành phố lớn thứ 3 của Úc, đạt đỉnh sau 3 ngày lượng mưa tương đương 80% lượng mưa hàng năm. Hơn 20.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh đã bị ngập lụt ở đông nam Queensland và 13 người thiệt mạng. Sydney, thủ phủ của New South Wales và thành phố đông dân nhất của Úc, đã có một khởi đầu ẩm ướt nhất trong năm. Sydney với dân số khoảng 5 triệu người nằm cách Brisbane 730 km về phía nam. Sydney đã nhận được gần 75% lượng mưa trung bình hàng năm với các khu vực của thành phố bị ngập lụt. Các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất là ở Lismore, thung lũng Karensi và thung lũng Richmond ở New South Wales. Đây là một thảm họa lớn, một thảm họa quốc gia, Albanese nói trên tờ Lismore. Số lượng quân nhân tham gia vào các nỗ lực cứu trợ lũ lụt ở miền Bắc New South Wales đã tăng từ 700 lên 2.500 vào hôm thứ Tư. Nhiều nạn nhân lũ lụt tức giận vì nhà chức trách đã không tiến hành cứu hộ sớm hơn. Nhiều người đã trốn thoát với sự giúp đỡ của những người dân gần đó. Thượng nghị sĩ Úc Murray Watt, phát ngôn viên của Bộ Lao động về quản lý tình trạng khẩn cấp, nói với ABC rằng nếu các thành viên cộng đồng không liên hệ với nhau, chúng tôi sẽ thấy số người chết lên đến hàng trăm. Mọi người rất biết ơn sự hỗ trợ của quân đội, nhưng còn lâu mới đủ. Mặc dù mưa đã dịu bớt trong những ngày gần đây, khoảng 40.000 người đã được lệnh sơ tán xung quanh New South Wales, bao gồm hàng chục vùng ngoại ô ở Sydney. Số người chết ở New South Wales đứng đầu là 9 người vào thứ Tư.
Sydney Chuen, nhà điều hành đường sắt New South Wales, đã cảnh báo về sự gián đoạn và chậm trễ, khuyến cáo những người đi làm tránh đi lại không cần thiết và đi làm từ nhà nếu có thể. Nga ban bố tình trạng khẩn cấp ở vùng Verkhoyansk của Yakutia do lũ sông sau mưa. Hãng thông tấn vệ tinh Nga Yakutsk, phó thủ tướng thứ nhất của chính phủ Cộng hòa Sankai Yakutia thuộc Liên bang Nga Dmitry Sadonikov cho biết trên kênh Telegram rằng do sông Durala, huyện Yakuta, Verkhoyansk đã đi vào trạng thái khẩn cấp. Trước đó, do mưa lớn, sông Dugala đã tràn bờ ở làng Sudak. Tại khu định cư, 88 ngôi nhà bị ngập và 326 người sống trong những ngôi nhà này, trong đó có 78 trẻ em. Máy bay trực thăng sẽ sơ tán 20 người từ làng Sudak đến trung tâm huyện. Sadonikov nói, tối nay tôi đã triệu tập một cuộc họp của Ủy ban khẩn cấp về lũ lụt. Nếu tình hình ở quận Kobiai ổn định, thì tình trạng khẩn cấp sẽ được ban bố ở quận Verkhoyansk, mực nước sông Ghe và sông Acha đang tăng lên. Ông nói, tại làng Sodak, ngoài các ngôi nhà dân cư còn có 5 cơ sở xã hội bị ngập lụt. Tại các tòa nhà, mực nước đã dâng cao 20-70cm. Những đứa trẻ đã được lệnh gửi đến trại hè để kịp thời nghỉ ngơi và những bữa ăn nóng hổi đã được cung cấp cho những người dân bị ảnh hưởng. Ngoài ra, các nguồn cung cấp đã được lệnh đến làng Sodak để loại bỏ hậu quả của lũ lụt. Gần 60 người thiệt mạng, hơn 1.000 người mất tích vì lũ lụt kinh hoàng ở Đức. Lũ lụt hoành hành đã khiến gần 60 người thiệt mạng và hơn 1.000 người mất tích trên nhiều bang của nước Đức. Mưa lớn suốt nhiều ngày đã khiến miền Tây nước Đức chìm trong biển nước và số người chết đã tăng lên tới 59 người. Tính đến nay, có 31 nạn nhân là cư dân bang Nordrhein-Westphalia, trong khi 29 nạn nhân khác được tìm thấy ở Disneyland Palatinate, theo báo chí địa phương. Ước tính, khoảng 1.300 người vẫn đang mất tích, hơn 1.000 cảnh sát, lính cứu hỏa, binh sĩ và các nhân viên cứu hộ đang tích cực đào bới đống đổ nát ở Disneyland Palatinate và Nordrhein-Westphalia, hai bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất, cùng bang Baden-Württemberg lân cận, với hy vọng tìm thấy người sống sót. Cơ quan chức năng đang nỗ lực khôi phục đường ống dẫn khí đốt, hệ thống điện và nước ở các khu vực bị ảnh hưởng. Cơ quan cứu trợ kỹ thuật TSW cũng chuẩn bị dựng các điểm xử lý nước tạm thời. Sau những trận mưa lớn như trút nước, đập Stenbeck-Lesbury gần thị trấn Akrochen, bang Nordrhein-Westphalia có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào. Chính quyền địa phương đã cảnh báo trên Facebook về khả năng xảy ra các sự cố bất ngờ dù lực lượng chức năng đang gấp rút gia cố. Ít nhất 6 ngôi nhà đã bị sập, trong khi 25 ngôi nhà khác có nguy cơ sập. Khoảng 3.500 người hiện đang được đưa vào các cơ sở chăm sóc tạm thời trên khắp nước Đức khi các hoạt động cứu hộ và cứu trợ đang được tiến hành. Nước sông An dâng cao ở Inchun. Cảnh ngổn ngang ở Bedmuthenfarhel sau khi nước sông Ebb dâng cao gây ngập lụt. Sông Nama cuốn theo đất đá vào khu dân cư ở Hagen. Hàng loạt ngôi nhà ở Skut bị hư hại. Nước tuôn xối xả ở Hagen. Xe tăng quân đội Đức kéo một chiếc xe tải ra khỏi vùng bùn ở Hagen. Thủ tướng Đức Angela Merkel hiện đang thăm chính thức Mỹ, gọi đợt lũ lụt mà nước này phải hứng chịu là sự kiện thảm khốc. Bà Merkel cho biết chính phủ Đức sẽ dốc toàn lực và làm tất cả mọi việc có thể để khắc phục tình hình, bảo đảm an toàn cho người dân. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng gửi lời chia buồn đến những người bị ảnh hưởng. Đức không phải là quốc gia duy nhất bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt. Lũ lụt cũng đã tấn công Bỉ, Luxembourg và Hà Lan. Theo hãng tin Benga, 9 người đã thiệt mạng ở Bỉ, trong khi chính quyền Hà Lan kêu gọi hàng nghìn người dân rời khỏi các khu vực dễ ngập úng. Nước sông Meuse tràn bờ ở Ligi và hóa biển nước mênh mông. Còn số thương vong ở Đức trong đợt lũ lụt năm nay cao gấp gần 3 lần số người thương vong trong trận lụt năm 2002. Thời điểm đó, lũ lụt tấn công các quốc gia trên khắp châu Âu và gây thiệt hại hàng tỷ đô la. 188 người chết vì lũ lụt ở châu Âu, Thủ tướng Đức thốt lên thật kinh hoàng. Thủ tướng Đức Angela Merkel gọi đợt lũ lụt tàn phá nhiều nhất khu vực của châu Âu là một thảm họa kinh hoàng khi số người chết trên toàn khu vực tăng lên 188 người. Lũ lụt ở châu Âu bắt đầu từ hôm thứ Tư, chủ yếu tấn công các bang Rhineland, Palatinate, Nordrhein-Westphalia của Đức cũng như các vùng của Bỉ.
Chỉ tính riêng ở Đức, ít nhất 157 người đã thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt kỷ lục. Đây là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất ở Đức trong gần 6 thập kỷ. Khoảng 110 người đã thiệt mạng tại Aguilar, ở phía nam Cologne. Cảnh sát cho biết sẽ có thêm nhiều thi thể được tìm thấy khi nước lũ rút đi. Ở Nordrhein-Palatia, ít nhất 46 người đã chết. Đến thăm Scott, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề, Thủ tướng Merkel cam kết chính phủ sẽ hỗ trợ tài chính và nỗ lực giải quyết các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu. Phát biểu trước các cư dân thị trấn nhỏ Aitano, bà Merkel thốt lên, thật là kinh hoàng, ngôn ngữ không thể diễn tả được sự tàn phá này. Một cây cầu ở Betnawa, Arila bị cuốn trôi một phần. Cảnh tan hoang ở Betnawa, Arila. Nước lũ dâng cao ở Sassone. Trong khi chiến dịch tìm kiếm đang diễn ra trên khắp các khu vực bị ảnh hưởng, thì vào Chủ nhật, một huyện nhỏ của Bavaria miền nam nước Đức tiếp tục bị lũ quét khiến ít nhất một người thiệt mạng. Đường xá biến thành sông, một số phương tiện bị cuốn trôi và bùn dày bao phủ Berchtesgadenland. Hàng trăm nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm những người sống sót ở huyện giáp với Áo. Tại Bỉ, số người chết đã tăng lên 31 người vào Chủ nhật. Bỉ sẽ tổ chức quốc tang, trong khi 163 người vẫn đang mất tích. Khoảng 37.000 hộ gia đình không có điện và các nhà chức trách Bỉ cho biết việc cung cấp nước sạch cũng là một mối lo ngại. Tại Hà Lan, các quan chức cho biết tình hình đã phần nào ổn định ở khu vực phía nam của tỉnh Limburg, nơi hàng chục nghìn người đã phải sơ tán trong những ngày gần đây, mặc dù khu vực phía Bắc vẫn trong tình trạng báo động cao. Hà Lan cho đến nay chỉ báo cáo thiệt hại về tài sản do lũ lụt, không có người chết hoặc mất tích. Tại Áo, nước lũ đã quét qua thị trấn Halein vào tối thứ Bảy vừa qua khi sông Kolbach vỡ bờ, nhưng không có thương tích nào được báo cáo. Tỉnh Tây Tyrol báo cáo rằng mực nước ở một số khu vực đã ở mức cao chưa từng thấy trong hơn 30 năm. Tại Thụy Sĩ, nhiều khu vực vẫn đang trong tình trạng báo động khi mực nước hồ Lorenz và sông Aria ở Bern dâng cao. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin kính chào và hẹn gặp lại.